đó là cái nước sốt muối ớt xanh. Thì hồi nãy các bạn kia là xây dựng cái thành phần nguyên liệu đó là gồm có gì? Ớt xim, cái ớt xim màu xanh của mình đó. Mình lột cái cùi nó ra đi, với lại lá chanh 10g, đường 5 muỗng canh, muối 2 muỗng cà phê, chanh vương 2 trái, mình nhét nước. Sau đó mình bỏ hỗn hợp vô tất cả cái máy sinh tố, mình xay nó mịn ra giống vậy. Và hoàn tất ha, cái muối ớt xanh của mình là mình tự làm chứ không phải là mua ở trong siêu thị nó bán là có gì mấy bạn. Sữa đặc nè, ha, nó làm rất là kỳ, nó ngọt ngay à, thậm chí có chỗ bỏ mayonnaise nữa. Ha, nó làm rất là kỳ, nó không có phù hợp đâu. Đúng ra cái này mình có thể mình làm bằng muối hột cũng được. Ở miền Tây á, mình đi mấy cái nhà hàng ở miền Tây mình ăn á là mấy cái dương dưới người ta làm, mấy đầu bếp người ta làm là làm bằng muối hột cũng được, nhưng mà cái đó nó không có phù hợp dương trên đây, tại vì khách nước ngoài của mình nó nhiều quá, hay do đó mình sử dụng cái này cho nó phù hợp. Rồi thì tất cả những cái nguyên liệu mình đã sơ chế xong, chuẩn bị xong ở đây, gia vị là bên đây. Sau đó bây giờ chúng ta tiến hành mình chẻ con gà ra ha. Mình chẻ gà ra, con gà của mình, từ con gà ta của mình á. À, mình lấy cái phần ức ra. Đây mình có một món. Hai món. À, một món là khế xúc tép. Mình học hai món, lúc nào mình cũng một tiết học của mình là hai món. Có con có con dao chặt không, cho nó một con dao chặt chanh đi. Bên đây hồi nãy giờ nó không có con dao chặt. Rồi. Sau đó mình sẽ hỗ trợ cái phần đùi một ít. Rửa bằng muối cũng được, mình nhưng mà mình phải xả lại. Phải xả lại. Sao lại chặt cái đó bỏ? Cái phần ức của nó, cái phần xương cái này nè. Mình cái này nó chỉ có xương không à, mình bỏ nó ra luôn. Còn nếu mà mình tiết kiệm á thì mình để lại không có sao hết, thì lúc mà mình nướng xong con gà mình chặt á thì trước sau gì mình cũng chặt cái miếng này ra à. Còn mình gạch cái đùi này á là hỗ trợ cho nó thấm một xíu à. Rồi thì bây giờ em